Chào các bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My giao xe cho khách xe Twitter 732 cốt thường tay đề lắc. Xe gồm có 2 đĩa 8 lít bộ rúp Laris, khung sườn đúc không mối hàng đi dây âm sườn, xe màu sắc đen đỏ thì size 48 phù hợp với chiều cao của chú luôn. Đang mình sẽ đóng thùng. Chuyển về đâu anh? Xe này chuyển giao về Bình Định nha chứ. Chú cho hỏi là chú mua xe mới hay xe cũ chú? Mua xe mới. Rồi cảm ơn chú. Ở đây con có bán xe cũ không chú? Không, không phải xe cũ đâu. Rồi cảm ơn. Xe tạm thời Twitter 732 hiện tại còn có một chiếc nha các bạn, là tay đề bấm xả. Các bạn chịu khó chờ cỡ tuần rưỡi nữa về thêm nha các bạn. Cảm ơn các bạn, thân chào. Nón 108. Cảm ơn các bạn, thân chào. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676. Cảm ơn các bạn, thân chào.